一大堆的东西。Đây ngày nay chai dùm ra nè lưu ơi. Ta co ông mê. Ta nghe hơn. Tâm sẽ ăn à? Dạ, hơn thơ của anh được 3 tiết. Thơ nhỉ? Năng lại được 3 tiết là nghĩa nơi một hộ xây năng á. Ờ, phải nhờ cái lấy con môi không hộp nha. Thì áo thơ xì bảo áo thế. Năng này. Xì chọn cụ của anh bên thơ thì. Là anh có thu thai hay chứ anh? Ờ, thu. Ta cái nè. Dạ, rồi lột đặt. Chà. Cái gì phải đi chụp chạy chụp ấy à?
mẹ chôm chăng ngay lại tầm mạng này ai tỏ hả lại lại chăn mấy cá ớt tớ hả chăng ta ơi chứ đồ ông bơ nè dạ phong trái thạch bơ bơ em phong trái thạch bơ bơ em phong trái thạch bơ bơ em ơi ơi tu bạch liêng đành thuần toán à chất liền ngày mong phố này là ngật mau hay mệt chọc sọc mày rồi đi là bằng con nè con tên này dạ nó ra mà chưa tới ôn phòng rồi ông con Thank you.
buông phê. Cô làm cái chân nhỉ. Sao sụp chia đó nè. Ăn tô ông bà ổn sao sụp. Nè sợ sạch cô lò lò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sẽ chạy phòng mòn đi
chơi thân nhà mình đi hết nè nè nhà mẹ xong ăn nhà mẹ nhà mấy cái lời miền xong ăn miền bổng món ăn lẩu ăn nhà mới nè nhà mình đi hết ăn bỏng món ăn đó chứ mỗi mà ăn xóm mà ăn xóm mỗi mà quán do nhóm pi từ lâu mà quán khác ăn thịt khác này bỏ đâu có khóc kẹo không quán ăn không ơn quán nhận phương luôn anh chà em mày mua mấy nào bỏ này là trai nè nè cá sna sẽ tập khom mồm mồm rôm cá cá tết đái bông này cháu cháu liếc tết đái bình không phải 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 không nó thấy cái giọng nói thằng nhóc mình nhìn thấy thế mà bay con thôi đó nè ô tầm đưa sạch ai con có sạch cái này con phải chơi mà cảm phó đi rồi cảm phó đi cảm ơn
Thật
đại cho miền xóm thế nè. Bạn nặng xóm anh kia nữa. Chú có miền tre gì? Mùi mạn. Cũng một á, phải ai lỡ nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tô bánh mì bò đây đây vâng ơi sẽ đại đây nhâm phi thăng ạ. Mà nè cha nè nâu lục hai luôn ấy à, ăn luôn nâu lục hai ấy chết đang ngay vậy nè ăn luôn ít năm đang à vịt luôn ai mẹ em xóm xong vịt luôn ai đây vịt luôn ai đây giờ bị cây to chồng không biết được đang cô về anh giải lời này thầy mà nói khổng nè bạn thầy mày van nữa nơi để ăn lại phải ăn ăn thử cái này ăn Ha ha ha.